Chào mừng quý vị đến với chương trình Tìm hiểu về nha khoa. Đề tài hôm nay là tìm hiểu về thuốc súc miệng mouthwash. Trước khi tìm hiểu rõ hơn về các loại thuốc súc miệng được bày bán rộng rãi tại các cửa hàng hiện nay như CVS, Warren, Walmart, vân vân, chúng ta cần nhìn lại quá trình lịch sử. Năm 2700 trước Thiên Chúa, các loại nước dùng để súc miệng đã được sử dụng tại nền văn minh của Ayurveda và y học Đông Phương. Năm 1800 trước Thiên Chúa, Jewish Talmud đề nghị sử dụng dove water, tức là nước bột, và dầu olive. Trước khi người châu Âu di dân vào châu Mỹ, người thổ dân Mỹ đã được sử dụng những loại nước súc miệng từ một loại cây gọi là Cactus trifolia và nước muối để chữa đau cổ họng, đau răng hay lở miệng. Anthony van Leeuwenhoek, nhà vi trùng học nổi tiếng của thế kỷ 17, tìm thấy có nhiều vi trùng sinh sống giữa kẽ răng. Ông thí nghiệm với mẫu giấm hay rượu vào dung dịch có vi trùng, thì tất cả vi khuẩn bị bất động hay chết đi. Năm 1960, giáo sư Hirolu của trường đại học nha khoa tại Đan Mạch chứng minh được là chất chlorhexidine có thể ngăn chặn sự thành lập lớp đóng trên răng. Lý do là chất này gắn chặt vào mặt trong của miệng và có hiệu quả kéo dài nhiều giờ, vì vậy có hiệu quả giúp chống lại nhiễm trùng miệng. Từ khám phá trên, nhu cầu thuốc súc miệng được khai thác và sử dụng rộng rãi. Hiện nay, sự sản xuất thuốc súc miệng đã gia tăng từ 15 loại vào năm 1970 lên đến 66 loại trong năm 1998 và 113 loại trong năm 2012. Như vậy, thuốc súc miệng có gì đặc biệt? Thuốc súc miệng là các dung dịch có tính chất chống vi trùng, diệt trùng để làm giảm số lượng vi trùng trong răng và miệng. Ngoài ra, thuốc súc miệng cũng được sử dụng để làm giảm đau, giảm sưng hay chống nấm. Thuốc súc miệng cũng còn được dùng để giảm khô miệng và giảm hôi miệng. Vậy, làm thế nào để chúng ta sử dụng thuốc súc miệng đúng cách? Mỗi lần, sử dụng độ khoảng 3-4 muỗng cà phê. Cần súc trong miệng hoặc trong cổ họng độ nửa phút và nhổ ra. Súc cổ họng, tiếng Anh là gargling, là cách đưa thuốc súc vào cổ họng bằng cách ngửa cổ về phía sau, ngước lên, để thuốc vào cổ họng và thở ra để làm dung dịch được quấy động ở phần sau cổ họng. Quý vị nên tránh rửa miệng lại bằng nước ngay sau đó hay tránh dùng thuốc súc miệng ngay sau khi đánh răng vì sẽ làm trôi đi mất chất fluoride có trong kem đánh răng là chất chính để bảo vệ răng. Những lợi ích của thuốc súc miệng ra sao? Thuốc súc miệng được bán như là một chất sát trùng, được sử dụng hàng ngày trong gia đình. Thuốc súc miệng có fluoride giúp chống sâu răng, thường xuyên làm sạch răng bằng bàn chải và chỉ răng tương đối tạm đủ. Nhưng thuốc súc miệng có vai trò quan trọng trong việc ngừa các mảnh bám lên răng, viêm nướu răng và bệnh hôi miệng. Bên cạnh đó, thuốc súc miệng cũng được dùng trước và sau khi giải phẫu răng như nhổ răng. Tuy nhiên, sau đây chúng ta cũng đi tìm hiểu những phản ứng phụ của thuốc súc miệng. Thuốc súc miệng có thể có các phản ứng phụ nhẹ như làm răng nhuộm màu hay thay đổi vị giác, hay miệng hơi khô vì chất alcohol trong thuốc súc miệng có thể làm cho miệng khô. Ngoài ra, có trường hợp dị ứng với các chất trong thuốc súc miệng như các chất hóa học làm cho thơm, chất màu. Các chất này sẽ gây ra đau hay đỏ hoặc lở miệng. Tiếp theo đây, chúng ta sẽ đi tìm hiểu về thành phần của thuốc súc miệng, gồm có những thành phần chính và những thành phần phụ. Thành phần chính có 7 chất. Đầu tiên là chlorhexidine gluconate, được sử dụng ở nồng độ 0.12-0.2%. Đó là một chất hóa học có tính sát trùng. Chất này có khả năng chống lại đóng vôi hay mảnh bám răng. Thuốc này có hiệu quả chống lại vi trùng gram âm tính, dùng để chữa viêm trong miệng ở các người có răng giả. Có khả năng chống nấm vì giúp chống lại bệnh nấm trong miệng do Candida thường gặp ở những người bệnh mà có khả năng miễn nhiễm bị giảm. Chlorhexidine
bám vào chất tannins là chất có trong cà phê, trà hay rượu trát đỏ, rằng có thể bị đổi màu ngà và khó có thể tẩy sạch. Chất thứ hai là cetopedium để chống mùi hôi. Kể đến là zinc có thể làm giảm sự đóng vôi răng. Bên cạnh đó, hydrogen peroxide chống lại vi trùng yếm khí. Chất fluoride chống lại sâu răng hay hư răng. Benzodiamines làm giảm đau. Và cuối cùng, phenolic compounds gồm các loại dầu như phenol, eucalyptus, menthol cũng có tính sát trùng và làm giảm hôi miệng. Sau đây là những thành phần phụ như zinc chloride giúp cho vị thơm. Alcohol được sử dụng không phải để sát trùng, nhưng là chất được dùng để chuyên trở các chất khác như menthol, eucalyptus và thymol. Sodium benzoate hoặc menthol paraben là chất giúp cho dung dịch được giữ lâu. Những chất làm thơm như sorbitol, sucralose, sodium saccharin, xylitol. Ngoài ra, chất menthol salicylate để chống viêm và sodium lauryl sulfate, viết tắt là SLS, dùng để tạo ra bọt. Bên cạnh đó, cũng có những thuốc súc miệng đặc biệt như sodium bicarbonate, baking soda, dùng như chất sát trùng và tẩy trắng răng, sodium chloride, nước muối. Dùng nước muối ấm để súc miệng thường được sử dụng nhiều sau khi giải phẫu răng miệng để làm cho thực phẩm không bám vào vết mổ và ngừa nhiễm trùng. Các bác sĩ giải phẫu dùng nước muối để rửa và làm sạch vết mổ. Sau khi nhổ răng, nước muối thường được ngậm trong miệng trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Danh từ chính xác là mouthwash, có nghĩa là nước muối được giữ trong miệng, chứ không phải là súc miệng. Vì khi súc miệng mạnh, có thể làm cho cục máu đông nơi chỗ mổ bị rơi ra và làm chảy máu. Nước muối được sử dụng 6 lần trong một ngày, đặc biệt sau khi ăn. Dung dịch nước muối được làm ra bằng cách pha loãng từ nửa đến một muỗng cà phê muối vào một ly nước vừa đủ ấm. Nước muối có nồng độ cao làm cho vi trùng bị hư hoại. Nước ấm giúp máu đến chỗ vừa mới mổ nhiều hơn, giúp mau lành vết thương mổ vì giúp mạch máu giãn nở. Nước muối thường được sử dụng 2 đến 3 tuần thôi vì xài lâu dài sẽ làm ảnh hưởng đến men răng, làm mòn răng do sự thay đổi pH trong dung dịch muối. Nhiều loại thuốc súc miệng có độ alcohol lên đến 20% có thể gây ra phản ứng trong miệng. Hiện nay có rất nhiều loại trên thị trường, như vậy làm thế nào để chúng ta có thể chọn loại thuốc súc miệng thích hợp? Quý vị cần để ý các loại sau đây. Thứ nhất, nên dùng loại có pH trung hòa, ít alcohol, có fluoride. Thứ hai, nếu cần loại chống vi trùng mạnh, chống đóng vôi, cần có fluorhexidines nhưng không dùng được lâu dài. Thứ ba, dùng nước muối ấm sau khi nhổ răng, giải phẫu răng khoảng 2 tuần, không nên dùng lâu dài. Sau đây là các loại thuốc súc miệng phổ biến trên thị trường. Thứ nhất, Colgate Optic White Oral Solution, đặc biệt có hydrogen peroxide. Thứ hai, Listerine Mouthwash, đặc biệt có alcohol 21%. CVS Antiseptic Mouthwash, Crest Alcohol Free. Thứ năm, Biotene Dry Mouth Oral Rinse, đặc biệt có xylitol. Và cuối cùng, Peridex Oral Rinse, cần phải có toa để mua. Kính thưa tất cả quý vị, hy vọng các thông tin trên giúp quý vị có thể hiểu thêm và có thể chọn và sử dụng những loại thuốc súc miệng thích hợp cho quý vị cũng như cho gia đình. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Tìm Hiểu Về Nha Khoa được phát hành vào mỗi chủ nhật đầu tháng. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.